là bài ca chiến sĩ ta ca vang, chiến nên qua tháng ngày lượn bay trên núi rừng biên cương đến nay ta xa. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay đội văn nghệ cựu chiến binh phường Niệm Nghĩa rất vinh dự được phục vụ chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019. 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2019. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt các đồng chí trong đội văn nghệ xin được gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn. Mở đầu chương trình, Duy Hiểu và Hợp ca Nam Nữ xin gửi tới các đồng chí bài hát Dấu Chân Phía Trước, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn. Mời các đồng chí cùng thưởng thức. Oh,
theo xin kính mời các đồng chí chúng ta cùng sống lại, cùng ôn lại kỷ niệm một thời nơi chiến trường khói lửa. Những kỷ niệm ấy sẽ được truyền tải tới các đồng chí qua tiếng hát của đồng chí Duy Hiểu với bài hát Người Chiến Sĩ Ấy, một sáng tác của Hoàng Vân. Mời các đồng chí cùng đón nghe. Người chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh, không thể nào quên, không thể nào quên. Bao nhiêu năm trường trên đường cách mạng, anh vẫn đi mãi không ngừng, như cánh chim trời thì không biết mấy gian nan vào giặc nào lấy lần này đàn quân thì đã mấy lần sách cao này anh vào anh đi vào quân mùa xuân đẹp nhất trên đường kháng chiến hoa nở sáng xuân bao nhiêu lá thương anh biết mấy uống nước bờ sông Sơn, bàn chân nhỏ dẫm lên bao đồi núi, núi tiếp núi, đường chập trùng em bước, dốc miếu Gio Linh ơi, trăm mến ngàn thương. Máu các em đã nhuộm đỏ những con đường, có một thời
chúng tôi ngày ấy, mái tóc thề xanh mãi dãy Trường Sơn. Sau đây, tốp ca nữ với bài hát Tình Em Gửi Trọn Con Đường, sáng tác Đào Hữu Thi, mời các đồng chí cùng lắng nghe. Chồng em thương, dòng hiếu do linh ơi trăm mến ngàn thương.
Thưa các đồng chí, chiến tranh đã lùi xa, có biết bao bài ca được nhiều người yêu thích. Song bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây vẫn là bài ca bất tử. Sau đây, Kiến Thanh và Minh Nụ gửi tới quý vị nhạc phẩm Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, thơ Phạm Tiến Duật, nhạc Hoàng Hiệp. Mời các đồng chí cùng lắng nghe. Đồng đội ơi, tôi nhớ
những lối đường đã đi, những nẻo xa chưa tới, nghe bước chân thầm thì, đồng đội ơi tôi nhớ, biết tìm đâu dáng người, ai lẫn cùng cát bụi, khuất bóng vào xa xôi. Đồng đội ơi tôi nhớ, chiến tranh qua lâu rồi, lòng vẫn thầm thì gọi, đồng đội ơi. Ngay sau đây, mời các đồng chí cùng đón nghe bài hát Đồng đội ơi, một sáng tác của Quỳnh Hợp do Top Ca Nam thực hiện. Đồng đội ơi tôi nhớ, những lối đường đã đi, những nẻo xa chưa tới, nghe bước chân thầm thì. Đồng đội ơi tôi nhớ, anh rừng nào bom rơi, thân cây nào chùi lá, tạc sáng lên nền trời. Đồng đội ơi tôi nhớ, biết tìm đâu xa người, ai lẫn cùng cát bụi, quân bóng sát xót. Đồng đội ơi tôi nhớ, chiến tranh qua lâu rồi, lòng vẫn thầm thì gọi, đồng đội ơi. Đồng đội ơi tôi nhớ, những lối đường đã đi, những nẻo xa chưa tới, nghe bước chân thầm thì. Đồng đội ơi tôi nhớ, anh rừng nào bom rơi, thân cây nào chùi lá, tạc sáng lên nền trời. Đồng đội ơi tôi nhớ, biết tìm đâu xa người, ai lẫn cùng cát bụi, quân bóng nào xa xôi. Tôi nhớ những lối đường đã đi, những nẻo xa chưa tới, nghe bước chân thầm thì. Đồng đội ơi tôi nhớ, anh rừng nào bom rơi, thân cây nào chùi lá, tạc sáng lên nền trời. Đồng đội ơi tôi nhớ, biết tìm đâu xa người, ai lẫn cùng cát bụi, quân bóng sát xót. Đồng đội ơi tôi nhớ, chiến tranh qua lâu rồi, lòng vẫn thầm thì gọi, đồng đội ơi. Đồng đội ơi tôi nhớ, biết tìm đâu xa người, ai lẫn cùng cát bụi, Dũng và Ngọc Hà gửi tới quý vị nhạc phẩm Thơ Tình Của Núi, sáng tác An Thuyên. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ôi
Dù con đường hành quân còn nhiều gian nan vất vả, nhưng tình yêu của mẹ sẽ luôn là nguồn động lực mạnh mẽ nâng bước con đi. Lời ru của mẹ không phải chỉ là tình thương yêu vô bờ bến, mà còn là lời nhắn đừng quên thời máu đỏ, đừng quên thời lửa khói. Bởi những người dân quê hương đã trải qua bao hy sinh giành độc lập tự do. Sau đây mời các đồng chí đón nghe bài hát Khúc hát ru người mẹ lính, sáng tác An Thuyên, do Minh Nụ cùng Tốp Nam và Tốp Múa thực hiện. Mẹ ru con như cây ru mùa,
tấu đàn bầu với tác phẩm Vì Miền Nam, sáng tác Huy Thục do Mạnh Tường trình diễn. Mời các đồng chí cùng thưởng thức. Có biết bao người lính trở về với cuộc sống đời thường, nhưng cũng có rất nhiều đồng đội vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường khói lửa. Câu hỏi cứ xoáy vào sâu thẳm cõi lòng, gặp lại nhau đây, ai còn, ai mất? Nỗi nhớ về một thời chia bom xẻ đạn. Bài hát Nỗi nhớ cựu chiến binh của nhạc sĩ Đào Hữu Thi như đi ra từ trái tim người lính, là tiếng lòng của muôn vạn trái tim.
Ngay sau đây, mời các đồng chí cùng đón nghe bài hát Nỗi nhớ cựu chiến binh do hợp ca nam nữ thực hiện. Chương trình liên khúc bài thứ nhất Tiến bước dưới quân kỳ, sáng tác của Doãn Nho. Bài thứ hai Hát mãi khúc quân hành, sáng tác
của Diệp Minh Tuyền do Hợp ca Nam Nữ cùng Tốp Múa thực hiện. Mời các đồng chí cùng thưởng thức. Đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bác các đồng chí đứng lên chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ. Quân về
Việt Nam đi, chung lòng yêu quốc, bước chân dồn vang trên đường âm thời xa. Các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thực hiện sự chỉ đạo hướng dẫn của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh quận Lê Chân về việc kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh phường Niệm Nghĩa tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam. Về dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu quận có đồng chí Nguyễn Lương Toàn, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh quận, đơn vị T89. Đại biểu phường và cơ sở có đồng chí Trịnh Thị Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường. Đồng chí Phạm Vũ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị và tổ chức xã hội phường. Các đồng chí Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường, trưởng Ban Bảo vệ Tổ dân phố, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ phường. Các đồng chí là hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trường tiểu học Võ Thị Sáu. Các đồng chí sĩ quan cấp úy đã nghỉ chế độ hiện đang cư trú trên địa bàn phường. Các đồng chí là bí thư tổ trưởng 24 tổ dân phố. Các đồng chí là cán bộ và hội viên Hội cựu chiến binh phường. Các đồng chí cán bộ công chức phường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự có mặt quý vị đại biểu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể hội nghị. Chào mừng ngày lễ kỷ niệm ngày hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Niệm Nghĩa, trường tiểu học và trung học Võ Thị Sáu, đơn vị T89, các chi hội cựu chiến binh phường Niệm Nghĩa đã gửi tặng những lẵng hoa tươi thắm nhất. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn ạ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đương Toàn, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh quận Lê Chân. Kính thưa đồng chí Trịnh Thị Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường. Kính thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc phường, kính thưa toàn bộ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bác các đồng chí, hòa trong không khí phấn khởi chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội cựu chiến binh phường long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày thành lập Hội Quốc phòng Toàn dân, 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, tôi xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể các bác, các đồng chí lời chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể các bác, các đồng chí, cùng với sự ra đời của Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội cựu chiến binh thành phố và Hội cựu chiến binh quận Lê Chân, Hội cựu chiến binh phường Niệm Nghĩa đã không ngừng phát triển. Đến nay, Hội cựu chiến binh phường có 425 hội viên sinh hoạt tại 24 chi hội cựu chiến binh tổ dân phố. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể phường, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Hội cựu chiến binh quận, Hội cựu chiến binh phường luôn hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác và góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của phường. Hội đã động viên hội viên phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.
Với sự đoàn kết, thống nhất, phấn đấu bền bỉ, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Điểm Nghĩa qua nhiều thế hệ đã lập nhiều thành tích. Hàng năm, Hội Cựu chiến binh phường được Ủy ban dân quận, Hội Cựu chiến binh quận, Ủy ban nhân dân phường tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân về thành tích trong công tác hội. Với niềm phấn khởi tự hào, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh phường tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể các bác, các đồng chí, trong buổi lễ kỷ niệm trọng thể ngày hôm nay, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Cựu chiến binh phường, tôi xin cảm ơn các đồng chí sĩ quan, các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường đã đóng góp xứng đáng trong xây dựng và chiến công của quân đội ta trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Khi về với đời thường, các đồng chí đã giữ vững và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Trước yêu cầu xây dựng phường Điểm Nghĩa phát triển toàn diện theo hướng văn minh, hiện đại, rất mong các đồng chí tiếp tục đóng góp thời gian, công sức xây dựng địa phương, phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, một lần nữa tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, đặc biệt là các cựu chiến binh, cựu quân nhân của phường Điểm Nghĩa sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Là bài ca chiến sĩ ta ca vang, chiến biên qua tháp ngày, lưng bay trên núi rừng biên cương trên đời ta xa. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân thành ca. Toàn dân 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam của phường Điểm Nghĩa đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các cơ quan đơn vị và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Lễ kỷ niệm xin được kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn.